Rồi, xin chào anh em ha. Hôm nay mình mới về được 3 chiếc vỏ hũ vui nha anh em. Đây là 63, cái này là bị nước cạn sình nha anh em. 63 với 4.5. 63 4.5 với đây một chiếc 5.9 nha anh em. Hũ vui. Với thêm một chiếc Đức Tài 63. 63 này vải mét 2 nha anh em. 63 máy máy xe lái mét 2. Đây là thêm một cái máy cano. Máy cano này, máy này máy chạy dầu anh em. Đây mình chuẩn bị lấy về đặng đặt cho khách nha anh em ơi. Quá thì chạy nha. Đây máy cano chạy dầu. Đây là hai máy nha anh em, chạy dầu hai máy. Đây, cái nồi chạy dầu hai máy. Chuẩn bị mình đặt vô 49 thành tăng anh em. Cái này của khách này ở dòng Ghiền Kiên Giang. Đây là Đức Tài 6.3. 3 tải nha anh em. Đây 6.3 tải mới. Lái 1.2. Đây là hũ vui 6.3. Rồi, anh em có nhu cầu thì xài alo cho mình nha anh em. Bên mình vỏ cũ thì còn được có 2 chiếc anh em. Kiên Giang 8.1 với vỏ Minh Chí 99 nha anh em. Minh Chí 99. Xài vỏ nào alo cho mình nghe nè. Akuta 72 mới vừa gáp xong anh em ơi. Anh em nào xài alo cho mình luôn nghe nè. Máy điện anh em.